5 mẫu ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam. 1. Toyota Corolla Cross 1.8 HV. Toyota Corolla Cross trở thành mẫu xe gầm cao bán chạy nhất trong năm ngoái nhờ các yếu tố như mẫu mã, giá bán và mức độ tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt, phiên bản sử dụng động cơ hybrid Toyota Corolla Cross 1.8 HV là chiếc ô tô tiêu thụ ít xăng nhất trên toàn thị trường Việt Nam. Sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.8 lít và động cơ điện giúp Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8 HV chỉ sử dụng 4,2 lít xăng trên mỗi 100 km đường hỗn hợp. Tuy nhiên, giá bán của Toyota Corolla Cross 1.8 HV hiện ở mức 920-928 triệu đồng, tùy màu sắc, cao hơn khoảng 200 triệu so với những phiên bản Corolla Cross dùng động cơ xăng 1,8 lít truyền thống. 2. Toyota Corolla Altis 1.8 HV. Bên cạnh Corolla Cross, Toyota Corolla Altis 1.8 HV mới gia nhập thị trường Việt Nam, cũng được xếp vào top những mẫu xe tiết kiệm xăng nhất. Cùng với hai phiên bản Corolla Altis G và V, Toyota Corolla Altis 1.8 HV được phân phối tại Việt Nam từ ngày 9 tháng 3 năm 2022 dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá bán của Corolla Altis 1.8 HV là 860 triệu đồng. Phiên bản Corolla Altis 1.8 HV được trang bị động cơ xăng 1.8 lít cho công suất 97 mã lực và mô men xoắn 142 Nm, kết hợp với một động cơ điện cho công suất 71 mã lực và mô men xoắn 163 Nm tương tự hệ thống mà Toyota sử dụng trên Corolla Cross. Mức tiêu hao nhiên liệu của Corolla Altis 1.8 HV khi vận hành ở điều kiện đường hỗn hợp chỉ khoảng 4,5 lít trên 100 km. 3. Toyota Camry 2.5 HV. Mẫu xe thứ 3 của Toyota trong danh sách này là phiên bản hybrid của dòng sedan hạng D Toyota Camry. Phiên bản này ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm ngoái và là một trong 3 mẫu xe của Toyota có phiên bản hybrid. Toyota Camry 2.5 HV là phiên bản cao cấp nhất trong các phiên bản hiện tại của dòng xe Camry. Chiếc xe này sở hữu động cơ xăng 2,5 lít kết hợp với động cơ điện cho tổng công suất 178 mã lực và sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Camry 2.5 HV chỉ khoảng 4 lít trên 100 km. Giá niêm yết của phiên bản này lên tới 1,441 tỷ đồng, cao hơn gần 400 triệu so với phiên bản thấp nhất của dòng xe sedan này. 4. Mazda 2. Mẫu xe hạng B Mazda 2 nhập khẩu từ Thái Lan là chiếc ô tô thuần xăng tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường. Đây là một trong những mẫu xe của hãng ô tô Nhật Bản, được công ty cổ phần ô tô Trường Hải, Thaco nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Nhân tố chính giúp Mazda 2 đạt được mức tiết kiệm nhiên liệu tốt, như vậy là động cơ Skyactiv-Z với dung tích xi lanh chỉ 1,5 lít. Theo thử nghiệm của cục đăng kiểm, Mazda 2 tiêu thụ 4,62 lít sau mỗi 100 km trên đường hỗn hợp. Mẫu xe này hiện có hai biến thể sedan và hatchback với giá bán từ 479 đến 619 triệu đồng. 5. Mitsubishi Ace. Tương tự Mazda 2, Mitsubishi Ace cũng là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ cùng dung tích động cơ nhỏ, 1,2 lít, kết hợp với hộp số vô cấp CVT, giúp chiếc xe này chỉ tiêu thụ 5,09 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Tuy nhiên, sự đánh đổi cho khả năng tiết kiệm xăng là hiệu suất động cơ của Ace bị đánh giá không quá mạnh. Mitsubishi Ace là một trong những lựa chọn kinh tế nhất trong phân khúc sedan hạng B hiện nay. Không những có khả năng tiết kiệm nhiên liệu xuất sắc, Ace còn có giá bán thấp nhất phân khúc, chỉ từ 375 đến 485 triệu đồng.